Chào các bạn Trong bài phác đồ để trị nám mà phụ nữ không có thai Thì các bạn đã được nghe Thế Tân nói một cái xương sống về phác đồ rất là khoa học và cập nhật mới nhất Thế thì các bạn có được câu hỏi là các tác nhân làm sáng da được sử dụng trong điều trị nám ở dạng bôi là những cái tác nhân gì thì mình sẽ trả lời các bạn bằng một cái video đầy đủ như này đã nói tới các hoạt chất làm sáng da mà sử dụng trong điều trị nám mà lại là đường bôi thì là bác sĩ không thể nói hai ba loại mà mình có bán được mà nó phải đầy đủ như thế này thậm chí có những sản phẩm mà bây giờ mình vẫn chưa có hàng để bán cho các bạn liên quan tới những thành phần này một số thành phần này nhưng mà mình vẫn phải nêu bởi vì là bác sĩ không thể không biết Đã. và cũng không được phép giấu các bạn chúng ta bắt đầu nhá bài này có thể hơi nhầm chán nhưng mình hy vọng các bạn sẽ nghe đầy đủ bởi vì biết đâu sản phẩm của các bạn đang chứa một hoặc là nhiều hoạt chất trong cái bảng này để tôi trị nám để các bạn tìm hiểu thêm thôi đúng không? thứ nhất hàng đầu đó là hydroquinone đây là một trong những cái tác nhân rất là phổ biến và mình sắp xếp được từ trên xuống dưới là phổ biến nhất đấy uh, trong điều trị nám và đây là một trong những tác nhân cơ chế của nó là ức chế tyrosina ức ừ chế tyrosina cũng là cơ chế của azelaic acid đấy và các bạn thấy cái sản phẩm nổi tiếng là dermaphor đúng không? và kojic acid cũng là sử dụng cái cơ chế này à, cơ chế của vitamin c hay còn gọi là ascorbic acid là ức chế các gốc tự do các bạn nhé retinoid thì sao retinoid là các bạn nghe rất là nhiều rồi đúng không của obagi đấy à, retinoid rồi thì 1.0 rồi thì retinol các thứ vân 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 nó thuộc vào cái nhóm retinoid thì cái cơ chế của là điều hòa giảm tyrosina các bạn nhớ cho mình rằng Uh, Tirocila nó là một cái men các bạn tưởng tượng như vậy. Cái men này nó làm cho cơ thể chúng ta uh, trong cái làn da của chúng ta làm cho các bạn uh, sản sinh ra melanin và từ đó các bạn uh, bị đen. Các bạn cứ tưởng tượng nó như vậy cho nó dễ hiểu nhá. Còn để mà giải thích về cơ chế khoa học thì mình sẽ giảng ở bài khác. Thì điều hòa giảm tức là không ức chế mạnh như ba cái anh đầu tiên này, nhưng mà nó điều hòa giảm rất là hay và nó tăng tái tạo thượng bì. À, tái tạo thượng bì tức là cái lơi biểu hiện của melanin thì tái tạo thượng bì tốt thì cũng làm cho melanin bị đào thải nhanh hơn và từ đó là làm cho chúng ta giảm nám. Corticosteroid, mình là một người rất là ít nói về kem trộn. Mình không ủng hộ nhưng mình cũng có một cái lý giải là corticosteroid trong kem trộn ấy nó có tác dụng là chống viêm và ức chế không chọn lọc sự hình thành sắc tố và trong thực tế khoa học thì corticosteroid cũng là thành phần có cơ chế và có thể sử dụng trong điều trị nám các bạn nhé ở đường bôi Niacinamide và có một cái tên khác các bạn có thể thấy được trong các cái tài liệu khoa học đó là nicotinamide thì nó sẽ ức chế vận chuyển melanosome. Melanosome là giống như một cái ô tô chứa trong đó là melanin các bạn tưởng tượng là như vậy và nó sẽ vận chuyển từ từ màng đáy nó sẽ đưa lên đưa lên dần dần lên trên thượng bì và từ đó nó giải phóng myelin và làm cho ra chúng ta có cái màu đen các bạn tương tự như thế nhé nó giống như cái ô tô vận chuyển thì uh, niacinamide hay gọi là nicotinamid nó ức chế như vậy ở chiết xuất cam thảo nó sẽ phân tán myelin ức chế tyrosina Đấy, và đây là một cái hoạt chất mà có cái tên gọi mà cũng khá là khó đọc và mình cũng chưa có sản phẩm nào có cái hoạt chất này nhưng mà các bạn biết nhé Nó là under uh, salenoy phenyl nana theo nó rất khó đọc và thực sự là cũng rất ít người nói đến cái 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 thành phần này bởi vì nó chưa quá nổi tiếng nhưng trong khoa học nhá thì nó cũng đã được lêu lên là có tác dụng điều trị nám ở đường bôi và cơ chế của nó là một hormone được kháng của alpha melanocyte uh, simulating Đấy, nó là hormone như vậy rồi thì uh, beta adrenergic rồi thì thụ thể tế bào gốc cái cơ chế của nó là như vậy và uh, nó đã được chứng minh rồi các bạn nhé có khả năng điều trị nám ở đường bôi và sản phẩm sau này cao cấp hay là bình dân mà có hoạt chất này các bạn cũng đừng bất ngờ mình cũng là một người biết rồi nhưng chưa từng bán sản phẩm nào như thế thì mình cũng hy vọng tương lai mình sẽ đưa sản phẩm nào có cái hoạt chất này để các bạn có đa dạng hơn cái phương án điều trị rồi thì 4n butyrosinol đây là một trong những cái hoạt chất mà nó sẽ ức chế tiêu chống oxy hóa và chống viêm cũng rất là tốt sử dụng trong điều trị nám đường bôi đậu nành đậu nành thì ngăn chặn vận chuyển melanosome lên các tế bào sừng mình vừa nói ở nicotinamide rồi nhé Đấy, nicotinamide rồi thì apotin apotin nó ức chế tiêu các bạn nhé tại sao mình không đưa hết cái ức chế tiêu ra một nhóm bởi vì mình đang cố gắng sắp xếp theo cái mức độ phổ thơ phổ biến của từng cái hoạt chất các bạn nhé Glucosamin thì sao? Glucosamin cũng ức chế kích hoạt tyrosina. À, tyrosina các bạn tưởng tượng giống như có bom hay đúng không? Phải kích hoạt thì nó mới có tác dụng thì à, cái ngòi lỗ sẽ bị glucosamin nó ức chế <laughs> các bạn nhé. À, mequinol, mequinol sẽ ức chế tyrosina. Sitamai, sitamai thì à, trong tài liệu khoa học đó là cái radio protector và thông qua cái cơ chế nhặt trực tiếp các cái gốc hydroxy và ức chế tyrosina peroxida các bạn nhé. Đây là cơ chế của nó. Rồi thì deoxyacobutin nó sẽ ức chế tyrosina. Flutamid nó sẽ ngăn chặn sự hoạt động của testosterone nội sinh hoặc là ngoại sinh bằng cách liên kết với thụ thể enogen các bạn nhé. Rồi, N-acetylglucosamine thì sao? Nó ức chế tyrosina glycosylation. À. Rồi thì methimazone, methimazone sẽ ức chế peroxida mạnh và ngăn chặn sự tổng hợp melanin rồi thì alosin alosin sẽ ức chế tiêu sinh nám và đây là những cái tác nhân sử dụng điều trị nám trong đường bôi hiện nay được phê duyệt bởi khoa học và là mới nhất tại thời điểm mà mình quay video này rồi chào các bạn chúc các bạn sức khỏe